Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda City trong tháng 1/2024. Tuy nhiên, mức khuyến mãi này chỉ áp dụng cho hai phiên bản tiêu chuẩn là Honda City phiên bản L và Honda City phiên bản G. Với phiên bản RS, bản cao cấp nhất đang đứng ngay cạnh em đây thì chưa được hưởng mức khuyến mãi này. Mà hiện tại City RS ở đại lý thì đang giảm cho anh chị 38 triệu tiền mặt, tức là hơn 50% thuế trước bạ một chút. 50% thuế trước bạ của City quy đổi ra tiền mặt thì nó khoảng tầm 30 triệu 450 ngàn. Thì hiện tại đại lý đang giảm cho anh chị 38 triệu và đang tặng cho anh chị 1 lít phụ kiện đi kèm rất có giá trị, bao gồm dán phim cách nhiệt, phủ gầm, viền che mưa, lock cốp, cảm biến lùi và lock sàn simili cao cấp. Chi tiết giá lăn bánh của từng phiên bản ở tỉnh như thế nào thì ngay bây giờ em sẽ cùng với anh chị tìm hiểu nhé. Đầu tiên với Honda City phiên bản cao cấp nhất thì đây là cái phiên bản mà tính đến thời điểm hiện tại, những anh chị nào đã mua thời gian trước đây từ tháng 6/2023 đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là quá hời anh chị. Đỉnh điểm có một tháng mà City giảm ở đại lý 40 triệu tiền mặt, thêm 50% lệ phí trước bạ nhà nước nữa. Thì tháng đó em nhớ bán cho khách hàng cái xe mà lăn bánh luôn bảo hiểm thân xe và dịch vụ đăng ký ở tỉnh nó chỉ có 612 triệu mà thôi. Sau này cái con số 40 triệu tiền mặt này thì nó giảm xuống còn 38 triệu tiền mặt, 35, 33. Và ở thời điểm hiện tại thì hết thuế của nhà nước rồi. Bây giờ khi mà mua City lăn bánh tỉnh đã trừ khuyến mãi của đại lý, 10% thuế trước bạ của nhà nước chưa bao gồm bảo hiểm thân xe, lăn bánh tỉnh là 637 triệu anh chị nha. Dịch vụ bên em làm hết và tặng thêm cho anh chị 1 lít phụ kiện đi kèm. Với số tiền mua xe trả góp chỉ từ 165 triệu thì anh chị có thể sở hữu ngay Honda City phiên bản RS, bản cao cấp nhất, phiên bản nâng cấp giữa dòng đời, bản Philippe, 4 phanh đĩa, ngoại thất phông dáng rất đẹp, Honda Sensing, Honda Connect đầy đủ. Phiên bản thấp hơn City RS đó là Honda City phiên bản L có giá niêm yết là 589 triệu. Về giá niêm yết thì bản L với RS thì nó chênh lệch 20 triệu đồng. Nhưng mà sau lăn bánh trừ khuyến mãi nữa thì với City L thì hiện tại đại lý đang giảm cho anh chị là 100% thuế trước bạ. Đây là mức giảm của đại lý và nhà máy Honda Việt Nam. Nhà nước đã hết hỗ trợ thuế rồi anh chị nha. Và với City L và Honda City phiên bản G tiêu chuẩn thì đang tặng thêm cho anh chị thêm 1 năm bảo hiểm thân xe nữa. Thì lăn bánh ở tỉnh cho bản giữa của City, City phiên bản L là 594 triệu. Anh em làm hết, anh chị lên công an bấm số về đợi ngày nhận xe. Tiếp theo là City phiên bản G, đây là phiên bản tiêu chuẩn có mức giá niêm yết là 559 triệu, cũng đang giảm cho anh chị 100% thuế trước bạ, tặng thêm cho anh chị 1 năm bảo hiểm thân xe, lăn bánh tỉnh chỉ từ 564 triệu. Và với mức mua xe trả góp để sở hữu được City phiên bản G, đặc biệt cho những anh chị mà mình mua xe về chạy dịch vụ, cần cái đồng vốn, cái khoản đầu tư nó ít thì anh chịu thể lựa chọn City G với số tiền trả trước chỉ từ 114 triệu. City L bản giữa thì chỉ từ 123 triệu là anh chị có thể nhận xe về rồi. Với một con số tiền mà có thể là rẻ hơn mua chiếc SH350i nữa anh chị. Rất hời anh chị ha. Thì theo anh chị thì thời điểm này anh chị có lựa chọn City hay chưa? Hay là anh chị đợi thêm một thời điểm nữa để tiếp tục đợi bắt đáy giá thấp nhất của Honda City? Và anh chị có đang lưỡng lự giữa cái là giờ mình mua xe để có xe đi Tết hay là chấp nhận đợi qua Tết? Nếu mà tới lúc đó xe còn tồn kho thì mong muốn có mức giá giảm hay giảm thêm. Thì theo ý kiến cá nhân của em, chẳng hạn ví dụ như bây giờ mà em đang chuẩn bị một cái xe mà đi Tết, dạ, thì thời điểm này thì chắc em mua thì chắc nó cũng hợp lý rồi. Hoặc là anh chưa thể đợi thêm khoảng tầm 5-7 bữa nữa, khoảng tầm cuối tháng thử coi tình hình thị trường nó có lên hay xuống hay không. Nếu mà mình mua xe đi Tết thì em nghĩ là anh chị nên lựa chọn sớm. Bởi vì sao? Thời điểm Tết là cái thời điểm mà mình có khoảng nghỉ dài nhất trong năm. Lúc đó là công việc của mình đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, đầu óc mình về quê này kia đi chơi này kia nó sẽ thoải mái nhất. Dạ, còn bây giờ mà anh chị đợi hết Tết mới mua thì lúc đó là chắc mình mua xe về chắc về để di chuyển thôi anh chị, chứ nó mà để tận hưởng, để trải nghiệm cái xe thực tế thì thời điểm đó em nghĩ chắc đã bắt đầu mình quay cuồng với lại cái cuộc sống bộn bề hàng ngày rồi. Thì phần này thì anh chị nên suy nghĩ thêm. Nhưng mà thực tế thì với RS chẳng hạn, tháng rồi lăn bánh chỉ có 610 mấy thôi, nhưng mà tháng này lăn bánh nó khoảng tầm 630 mấy triệu, có bảo hiểm thân xe nó khoảng tầm 640 mấy triệu rồi, thì nó hơi sốt ruột và hơi tiếc tiền một tí anh chị. Rồi, với chương trình nó sẽ trả góp thì bên em vẫn hỗ trợ cho anh chị vay tối đa 80%, trả góp chỉ từ 20% giá trị xe. Lưu ý với những anh chị khách hàng nào mình không có chứng minh thu nhập thì bên em vẫn hỗ trợ anh chị vay được. Tuy nhiên chẳng hạn như là cái gói vay khoảng tầm 400 triệu thì nó sẽ có phát sinh thêm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm khoản vay hoặc là cái tài khoản SIM số đẹp từ ngân hàng. Dạ, chứ mà trường hợp mà mình không có chứng minh thu nhập, mình đòi vay cái ngân hàng lãi suất thấp mà không có ràng buộc bảo hiểm này kia từ ngân hàng nữa thì nó sẽ rất khó để làm thủ tục. Còn trường hợp mà anh chị có chứng minh thu nhập, có bản lương, có sao kê lương, có hợp đồng lao động thì mình làm ngân hàng rất dễ, và khả năng thì ngân hàng không ràng buộc mình tham gia vào các điều kiện đó.
anh chị ha. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị vay ít nhất từ 4 năm, tối đa là 8 năm và trả kết quả trong vòng từ 5 đến 10 phút anh chị vay được hay không thì em sẽ báo cho anh chị kết quả luôn. Dạ rồi, anh chị nào mình mua xe trả góp, mình đang mong muốn tìm chiếc xe đi Tết thì anh chị đừng ngần ngại, hãy gọi điện số hotline 0847 678 456, em sẽ hỗ trợ và cho anh chị hết mình, hỗ trợ cho anh chị mức giá tốt nhất để anh chị mua được chiếc xe anh chị ưng ý và mua chiếc xe để đi Tết. Rồi, và trên đây thì em cũng cập nhật với anh chị cái clip báo giá nhanh dành cho 3 phiên bản của Honda City trong tháng 1 2024. Khuyến mãi thì nó sẽ tùy thuộc theo thời điểm anh chị. Ví dụ như thời điểm này nó dài mà cách đây 2-3 ngày hay là sắp tới thì nó sẽ thay đổi. Thì anh chị mình muốn mua xe thì cứ nhắc máy gọi cho em sẽ cập nhật cho anh chị cái giá lăn bánh mới nhất và tốt nhất ở thời điểm đó. Và ngay bây giờ thì xin phép chúc anh chị gia đình có một năm mới thật nhiều sức khỏe, năm mới gặt hái được nhiều thành công mới. Đừng quên bấm like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ cho em nha. Và ngay bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại anh chị những clip tiếp theo.